Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đệ Tứ. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 2024. Cảm ơn anh em đã dành ra thời gian quý báu để xem video này ha. Bữa nay tụi mình sẽ cùng nhau chơi vị tướng Rep nha. Không biết các bạn như thế nào khi mà các bạn nhìn thấy cái biểu đồ khoảng thời gian đầu game nhỉ? Đó là một cái biểu đồ thiên hạ đồn rằng là một biểu đồ ốc chó. Nhưng đối với bản thân tôi, khi tôi áp dụng tôi có thể làm cho kẻ địch bị khóc đó. Tại sao tôi lại nói như vậy? Chắc đa phần mọi người khi chơi con tướng Rep đều sẽ lên theo cái kiểu là full tăng phải không? Không biết anh em như thế nào nhưng đối với bản thân cá nhân của tôi đó, khi áp dụng cái biểu đồ này tôi auto win luôn. Nó là như vậy, còn anh em sao tôi không biết nha. Nhưng đối với bản thân tôi là đa phần là đều chiến thắng nha bạn ơi. Combat đang nổ ra hay không? Đây tạo ra được cho mình đi CC rồi, có 3 thành viên là bên kia. Boost một lượng giáp nhỏ nhỏ, hiệu triệu ra cho mình chiêu cuối. Đạp thủy thần chóng đúng được 3 này bên kia. Tạo ra được cho mình lượng sức vật lý khá là ổn má. Brad đã thua độc gì đó, chúng ta vượt trội hơn vì phần nhân lực và sinh mạng bên kia đã và đang gần như bị rẹo nát cả rồi. Còn có mình thằng khỉ phía sau nè bạn ơi. Nó đâu mất tiêu rồi. Chắc có lẽ là núp trong bụi cỏ đó để tôi cho bạn ra xử lý nha. Ok, ok, nó núp bụi hả bạn? Rồi, quất đi anh em. Chúng ta sẽ có thể khiến cho nó bị khí tuyệt thân vong mà thôi. Ok, ngon chưa ạ? Khi mà các bạn áp dụng một cái build đồ ốc chó như vậy á, thì chúng ta sẽ có được một lợi thế là gì? Thông thường á, cái tâm lý chung của địch thủ á, là bọn chúng sẽ rất ít đánh support, đúng không ạ? Và khi mà bạn có một cái build đồ full sát thương như vậy á, thì bạn sẽ đánh lừa được bọn chúng và bọn chúng sẽ không để ý tới bạn. Và chính nhờ cái khoảnh khắc mà bọn chúng không để ý đó, chúng ta lại tạo ra một cái lượng sát thương quá dữ. Đó chính là lý do tại sao mà tôi đa phần đều auto thắng. Tôi cố gắng tập trung vào những cái vị trí sát thương chủ lực của bọn họ. Đơn cử như trong ván game này, đối tượng mà chúng ta sẽ phải hướng tới đó chính là anh bạn Banhen, đúng không ạ? Ở khoảng thời gian đầu game, giữa game anh ta sẽ khá là lực đó. Các thành video sau này mình vẫn chưa có bất kỳ một tín hiệu chỉ trích gì cả, bởi vì họ chưa thấy được cái con tướng Rep đang full sát thương, đúng không ạ? Rồi ok, thủy thần chạy nhanh đi bạn ơi. Dính bây giờ mình tín niệm, dính bây giờ mình bóc câu rồi. Anh ta đã bị tuyệt mạng rồi ha, khá là uổng rồi bạn ơi, không sao cả. Chúng ta vẫn đủ sức để có thể thoát nguy ở một cái pha nó đầy nguy biến như vậy. Quay trở lại câu chuyện của bọn mình về vị tướng Rep. Các bạn biết đó, à khoan nè bạn ơi, combat đang nổ ra, sau đó đoạt mình xích hơi bị ẩu rồi nhờ Predator tóc biến thẳng vào trong trụ luôn vậy má. Ghê quá vậy ba, bật lên cho mình qua cầu băng xương né được chụp đạn hàng tỷ sát thương, một pha ngàn cân treo sợi bún của cậu ấy rồi. Bình tĩnh lại nghe, tiết chế lại nghe, đừng ảo tưởng quá ba. Với cái việc mà cô ta đi ganh ở khu vực đường giữa như vậy tạo ra một khoảng trống quá tốt và cái thằng Na đã có thể phá hủy công trình trụ đầu tiên của bọn mình rồi. Bước đi sai lầm nữa đến từ bạn Slim rồi, chúng ta đang ở một cái trạng thái Predator xèo. Chúng ta đang ảo tưởng sức mạnh thật sự rồi đó. Bọn chúng có được cho mình sức mạnh HP Carry cực kỳ dũng mãnh về giai đoạn cuối game gọi tên là ngộ không. Bọn chúng có được cho mình bức tường thành vững chắc đến từ lô cốt tử quan của thằng Dirac. Cái khả năng tăng vợp tăng của bọn chúng không quá nhiều. Chính vì vậy về mặt sát thương của bọn mình không thực sự tốt ở bạn Slim. Về mặt lý thuyết là như vậy. Còn thực tế nó như thế nào mời các bạn cùng nhau hạ hội phân giải. Thằng này nó mà chạy được qua này tôi đổi tên kênh thành Đệ Tứ Ống Chó luôn, yên tâm. Cái thủy thần của tôi đâu phải để chân đâu bạn ơi. Thủy thần là để cho những cái pha băng trụ như vậy nè. Vô nó vượt né được cho mình pha dặm đinh ba đó và vẫn có thể đào thoát được à. Ok, hên quá rồi. Bọn chúng đang tập trung khá là nhiều áp lực tại rừng dưới rồi ha. Chúng ta cần phải cố gắng cắt cự lực lượng ra, cố gắng tranh cướp đi cho mình con Caesar khoảng thời gian phút thứ 8 nữa. Một phút cuối cùng nữa mà thôi. Đâu sẽ là đội kiểm soát rồi cho mình con Caesar đây, chúng ta cùng nhau chờ xem. Na ơi, coi chừng nghe na. Ghê quá nghe na, cái kèo đó hơi chua nghe na. Nó tới tận 3 đứa phát giác được tầm nhìn rồi bạn ơi. Dính với cho mình CC và có cả luôn cả móc câu luôn nữa. Cái công trình trụ đầu tiên của bọn mình sẽ phải bỏ mà thôi. Chúng dựng lên cho ra cho mình cái lô cốt tự quan, quăng ra cho mình mũi lao sát thương của đội bạn Slim. Mở thuốc cà rốt chi ủng gì ông nội, đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn luôn rồi. Cái kèo này nó hơi bị chua rồi nha. Tôi không thực sự là quá hậu báo trong bán game này. Tôi chỉ thực sự mạnh khi mà tôi có được cho mình chiêu cuối, khi mà tôi tìm được cho mình những cái nguồn sát thương chủ lực của bọn họ mà thôi. Đứa mà đang xanh xao nhất bên bên kia sẽ là anh bạn ngộ không, đúng không ạ? Các cánh rừng của bọn mình, lãnh thổ của bọn chúng đang ngày càng được mở rộng lên. Và tôi không biết được là với cái việc mà full dam của tôi có phải là một cái sự lựa chọn sai lầm hay không đây, và tôi có nhận về những cái rổ ốc chó hay không đây. Nó vẫn đang là một ẩn số. Các cánh rừng của bọn mình đã bị kiểm soát một cách quá chắc chắn đi rồi. Chúng ta sẽ phải làm những gì đây? Caesar phút thứ 8 đã ra rồi. Sự lựa chọn của bọn chúng sẽ là tiếp tục đẩy trụ hay là di chuyển quang Caesar có được dùng cái đại lộ Caesar này. Kim quang ấn thiên hỏa trận gì đó quá khó chịu. Na Initiate Program Bang rất tuyệt vời nè ơi, nhưng dính với dùng một câu tầm với đang là quá xa và tôi khó mà có thể cover được cho bạn ơi.
Đó là một cái sai lầm đến từ tôi ha, trong cái công tác là quan sát. Mày tiếc ulti à, support. Ờ, cái gì tiếc bạn. Quan trọng là cái pha đó xa quá, với lại tôi chưa có đồ. Ok, bạn muốn hậu báo chứ vậy rồi. Ok, để tôi chuyển sang lối chơi hậu báo đi nào. Rat làm gì đó đi Rat ơi. Rat không còn là gì mà địch cuối nữa, nhưng sát thương phép thuộc đến từ anh ấy là quá đã. Wombo combo phối hợp với nhau và không tiếc gì cái tốc biến đó. Bảo đạn đi từ Van Hen này ngay, tàn của thằng Van Hen tới rồi đó. Triệu hồi ra cho mình chuyện cuối là thủy thần một mình, nó đang đơn đã độc đấu làm sao có thể chống cự nữa đây. Một dặm của con tương phép bon rút bị lượng máu của nó đâu đó khoảng chừng 1.500-2.000 máu mà thôi, và con số này nó sẽ tăng tiến nhiều hơn nữa. Đây đúng là thời điểm mà game nó mới bắt đầu rồi đây này. Chạy nhanh lên đi bạn ơi, thằng Ngộ Không đến nó gõ kìa. Sao thường chí mạng gì đó tàn hình, và Ngộ Không nó không có tầm với, đã thoát nguy được rồi ha. Mà nhìn cái thằng support nó lên đồ kìa. Tôi nói bạn rồi, bạn đừng có quan trọng quá nhiều về mặt hình thức, quan trọng là về cái phần nội dung. Tôi đâu có phế vật đâu, tôi đâu có phải là chơi cho mình chiến thuật ngon như bù gì đâu, đúng không ạ? Tôi vẫn đang rất là ok, tôi vẫn đang hỗ trợ hết sức mình cơ mà. Bây giờ là tôi mới chơi với một cái lối chơi hậu báo theo như yêu cầu của bạn Na đây nè. Bây giờ gặp là quốc, gặp là bập nha. Rồi, công tác đầu tiên mà chúng ta cần phải làm là clear đi cho mình những con xe ra tiên phong này cái đã. Cùng nhau chờ đợi coi nào, khả năng Ranger lộn cái bờ rồi baby ơi. Bị bức tử một cách quá sớm đây đó. Phải bật cái chiêu cứu vàng Na nó mới không chửi tôi đó. Phải không có tiếc chiêu cứu vàng Na nó mới không chửi. Con bù xanh đang còn bỏ ngỏ kia kìa. Ăn luôn con bù xanh đi bạn ơi. Không thôi là bọn chúng nhảy qua bọn chúng cướp luôn đó. Chúng đang tạm thời em MIA trên bản đồ. Có đứa nào lụm con bù xanh không vậy ta? Ông nội Na tới đi Na đó, thấy không ạ? Support nó có tâm vậy còn đầu gì nữa. Tôi đảm bảo với các bạn quýnh vậy sao nó chửi mình ốc chó nổi. Quá nhiệt tình, quá hợp lý luôn mà, đi farm giùm luôn mà, đúng không mà. Ôi tăng cái gì bạn ơi, quan trọng là nó phù hợp không. Tôi không có phù hợp theo cái kiểu là full tăng đâu. Tôi là phải full đam, quýnh vậy nó mới phê. Yên tâm đi, tôi chơi được mà. Tôi đâu có phải là phế vật đâu ba. 2-1-6 mà ba. Bình tĩnh, còn thắng được. Liên tiếp là những cái câu tự động viên anh em nha. Mặc dù chúng ta đang nằm ở một cái kẹo bị động, nhưng tôi cảm giác được rằng hơi bị ghê quy. Ok, quất luôn nè bạn ơi, chơi được nè bạn ơi. Lớp giáp đã được bảo hộ ra, quýnh trong hang rồng như vậy nó mới phê đúng không ạ? Một mình chúng ta đang chống cự với ba này bên kia, và tôi sẽ cùng nhau đồng quy vô tận cùng với thằng Van Hen. Như vậy là sứ mệnh của tôi hết rồi đó, phần còn lại cứ việc giao cho team mà thôi. Các người đồng đội của tôi đang tiến hành xe Canomotion hùa theo rồi, móc câu tín niệm gì đó tóc biến sang bên kia luôn. Lô cốt tử quen được dựng lên rồi, Rat đang bọc hậu không có hỏa lực đến từ bạn Slim, mà cái pha này cũng hơi bị ổn nha, nhưng không sao cả. Ta đang thực hiện cho mình công tác là breakdown đi công trình trụ đầu tiên của bọn họ rồi. Và anh ta sẽ có thể lấn sâu hơn nữa hay không đây, cùng nhau chờ đợi, chắc cú sẽ là không rồi. Thống kê về mặt lượng vàng cho bọn mình thấy rằng chúng ta đã vượt trội hơn bọn chúng đâu đó khoảng chừng 2.000 vàng rồi đúng không ạ? Và lợi thế nó đang thuộc về cho bọn mình rồi đó. Ok không ạ? Thấy như vậy là quá ngon rồi. Những gì chúng ta cần làm là tiếp tục duy vững như vậy mà thôi. Và tôi vẫn cái chiến thuật cũ là quan tâm sức khỏe anh bạn Van Hen thật là nhiều. Và nếu như có thể là tập trung nhiều vào anh bạn Ngộ Không, ở trạng thái mà anh ta xuất hiện, chúng ta sẽ không xá chi cái ma nhãn đó mở ra để nó có ích cho đồng đội. Để xin nhắc lại cái video này các bạn chỉ nên xem giải trí, không nên làm theo nha. Thắng thì tôi chúc mừng, còn thua bị chửi ốc chó đội quần ráng chịu nha. Đừng đổ thừa tôi nghe, tôi không biết đâu nghe. Tôi nói rồi, quan trọng là nó phù hợp thôi. Và đây là một cái video nó phù hợp đối với tôi, nhưng phù hợp đối với tôi với các bạn sao tôi không biết đâu nghe. Đừng có đổ thừa tôi nghe. Đó, nó là như vậy. Các thành viên đội xanh mình lại muốn kiểm soát được cho mình con Seiza nữa, và khi chúng ta nắm được cho mình thấy trận chủ động như vậy, xác suất cao sẽ là có rồi bạn ơi. Tiếp tục một cái pha thằng Van Hen nó có cuộc sống cơ cực nữa rồi, nó sẽ phải lên bảng điểm số mà thôi. Mở đầu combat quá đã, tăng trụ quá tuyệt vời, lớp giáp quá nhiều, sát thương quá dữ, quýnh vậy sao lại nữa. Nguyên là chắc cú rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các thành viên đội xanh mình là tất thành mà thôi. Các bạn có thể thấy được là các thành viên đội xanh mình đang có được hai cái điểm lợi. Điểm lợi đầu tiên là cái cặp bầy trùng Rat và Na là những người chơi có kỹ năng, nó được thể hiện qua từng cái hành động quyết đoán của họ ở những cái pha cầm ra. Thứ hai nữa là cái mức độ biến thiên mặt lượng vàng của bạn Ngộ Không nó đã bị bão hòa rồi, nó đang tụt giảm một cách rất là trầm trọng luôn đó. Và đó là một tín hiệu rất là tốt cho bọn mình, chúng ta đã không cần phải sợ thằng Ngộ Không nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này mà thôi, tới phút thứ 15 thì nó lại là một câu chuyện khác. Chúng ta đang cố gắng tập trung, chúng ta đang cố gắng duy vững cái sự được gọi là khiêm hạ, chúng ta không có khinh thường cái địch. Và đó chính là lý do tại sao mà thắng lợi luôn luôn dành cho tụi mình ở những cái pha comeback gần đây. Ngộ Không hơi bị ảo tưởng sức mạnh, chúng ta có ma nhãn hoàn toàn khắc trị được nó khi mở ra mình cuối đúng thời điểm. Lính xe đang dần dần tràn vào công trình trụ cuối cùng này của bọn họ. Đường lính siêu cấp đầu tiên sẽ dành cho bọn mình mà thôi. Móc câu hành quyết gì đó kéo rồi bạn ơi, băng trụ luôn bạn ơi. Tôi đang bị dính với cho mình đi CC lừa góc rồi. Chóng đúng được hai thằng bên kia, tạo ra được cho mình thương vô vực gì đó. Móc câu kéo tôi về, mưu lượng máu không còn nhiều, anh ta đã bị tử thương luôn rồi. Anh bạn Na đang cào xé gì đó sự trao đổi về phần nhân lực với nhau. Được tái sinh ra trước ngưỡng cửa thiên đường đến từ thằng đi ra đúng thời điểm ha. Thì không sao cả, chúng ta đã có được cho mình hai cái đường lính siêu cấp rồi.
có thể nói được là cái sự hổ báo của tôi đã bị tiết chế được rất là nhiều khi mà chúng ta áp dụng một cái build đồ óc chó như vậy. Còn cái việc mà bạn chơi theo cái kiểu là full tăng thì phải hổ báo rồi, phải chấp nhận cái giải pháp là hy sinh mở đường máu luôn. Nhưng với một cái build đồ mà thiên về mặt sát thương như vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao mà dùng chiêu cuối, một khi dùng là phải có hiệu quả, một khi dùng là phải trúng vào cái xạ thủ của bọn họ, hoặc là có thể khống chế thật là nhiều, càng nhiều thì càng tốt, sát thương nó lại càng lớn. Đó, đó là như vậy. Cố gắng làm sao mà một cái pha combo chúng ta luôn đứng trên cái tuyến đường của cái thủy thần đó thì tốc chạy của bạn nó sẽ được tăng cao và mức độ cơ động của bạn nó sẽ tốt hơn. Đó là như vậy. Đó chính là lý do tại sao mà cái pha băng trụ của cô nàng Vebrez vừa rồi, cái sự khế hợp của tụi tôi chưa thực sự là ăn ý, nhưng tôi nhắm chắc là Vebrez sẽ không có bất kỳ một cái sự trách cứ nào cả, bởi vì đó là một cái pha giao tranh có lợi cho bọn mình. Quay trở lại câu chuyện của tụi mình về vị tướng Vebrez, combo mạnh nhất của Vebrez là gì vậy ta? Đơn giản thôi, nhảy vô bằng cái chiêu 2 bọt bong bóng tạo giáp cho đồng đội, hoặc là nhảy thẳng vô đội hình của địch luôn đó. Rồi sau đó quay lên 3 bằng cái chiêu 1, rồi bật ra cho mình chiêu cuối, trúng càng nhiều thì càng tốt, cố gắng focus vào những cái vị trí sát thương chủ lực của bọn họ, xạ thủ pháp sư này nọ các kiểu. Như trong bán game này tôi tập trung nhiều vào anh bạn Van Hen thôi. Rồi có chiêu nào quấn chiêu đó, bập nó liên tục, rồi sau đó nó lụm mạng nó thôi. Đơn giản là như vậy, sứ mệnh của tụi mình chỉ là như thế thôi. Combat đang nổ ra, mất thì nhìn đi cuối, tại xung đột rồi. Vebrez chống cự với 4 người, 5 người luôn má ơi. Phong ấn được một tốc biến rồi, quay tay rồi, tôi tới rồi đây. Tập trung vào cái thằng Van Hen dẫm nó thôi. Chỉ cần bập nó thôi, không cần quan tâm bất kỳ một điều gì cả. Sứ mệnh của bạn hết rồi đó. Một mạng của support mà đổi là một mạng của xạ thủ có lời không? Quá lời rồi còn đòi gì nữa đúng không mà. Công trình trụ kế của bọn họ đã bị phá hủy rồi. Chắc mức độ cơ động của bạn Na đang phát huy rất tốt cái sở trường của anh ấy. Rốt cuộc thì thời điểm này cũng đã tới 15 phút rồi ha. Chúng ta cùng nhau chờ đợi coi cái build đồ ốc chó của địa tứ có thể nào tạo ra được dùng được cái highlight, có thể nào nhận được cho những MVP trong bán game này hay không. Chúng ta đang có quá nhiều đồ chơi, chúng ta đang có một cái sự biến thiên, và thời điểm hiện tại nếu như mà Dominica họ không có bất kỳ một tín hiệu tích cực nào cả, những cái động thái Hap Hazeli di chuyển sai lầm gì đó, một tốc biến mất đi rất hay là nhờ đưa cho mình cái nội tại mà là siêu. Ngộ không bắt đầu thể hiện cái tiếng nói của mình rồi kìa kìa. Chất tướng Hyper Carry của anh ta đã và đang gần được khai hoa phá sức mạnh rồi đó. Sự trao đổi về phần nhân lực với nhau, chúng ta có 4 người, bọn chúng cũng đang có 4 người. Hàng Caesar đang còn bỏ ngỏ, chúng ta chưa đủ tự tin ăn, bởi vì anh bạn Mu đang tận dụng cái khả năng Frenzer ảnh hồn của anh ta để thực hiện công tác là thám thính, để trở thành một con mắt di động luôn rồi cơ mà. Tôi có một cái cảm giác đây sẽ là một cái pha comeback nó khá là quan trọng và nhạy cảm luôn nha. Cùng nhau chờ đợi coi nào. Đây là một cơ sở căn cứ vô cùng hợp lý khi mà bọn chúng đang hơn người và bọn chúng đang bắt đầu khởi động ra cho mình con Caesar rồi bạn ơi. Tụi mình đang có 4 người nhưng bọn mình không hề sợ nào đúng gì cả. Cơ hội kìa, Slim phóng mũi lao đi, ok, ngon quá bạn ơi. Mở đầu comeback nè, Gen CC được chồng chất nè. Trốn đúng được 2 đời mình kìa, Na bắt đầu cao xé băng đi. Mình đi cuối lượng sát thương vật lý đang thực sự là quá khủng khiếp. Double kill đã dành cho Na rồi, chỉ còn 3 người, lộn, chỉ còn 2 người trên bản đồ. 2 thành viên, hay lộn, 3 thành viên còn lại của bọn chúng đã bị băng hoại rồi. Triple kill đã dành cho bạn Na, còn thì chúng mình dám hồi sinh luôn cơ mà, lụm nó luôn đi nè. Ê, tôi yểm trợ cho. Rồi ra mà con tướng thép dữ lắm, quay tay nhẹn phát thôi anh em thấy không, mà về giờ đoạn cuối game còn dữ nữa, ý là tôi chưa full đồ á nha. Nó chơi vậy thì sao bị chửi ốc chó nổi, không bao giờ bị chửi ốc chó nổi. Nhưng xin nhắc lại nha, video này chỉ nên xem giải trí thôi nha, đừng có bắt chước theo nha, bắt chước theo thua ráng chịu, tôi không biết đâu nghe, đừng có đổ thừa đâu nghe. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở số video vào lần sau.